Chào mừng bạn đến với giải mã giấc mơ, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những giấc mơ kỳ bí và ý nghĩa ẩn sau chúng. Bạn đã bao giờ mơ thấy mình bị rượt đuổi chưa? Tại sao lại có những giấc mơ như vậy? Liệu đó là dấu hiệu của tâm lý căng thẳng hay tiềm thức đang cố gắng nói lên điều gì? Hãy cùng chúng tôi giải mã trong video hôm nay. Mơ thấy bị rượt đuổi là một trong những giấc mơ phổ biến và gây nhiều lo lắng. Cảm giác bị truy đuổi, không thể thoát thân thường gợi lên nỗi sợ hãi và lo âu. Vậy điều này thực sự có ý nghĩa gì? Theo các chuyên gia tâm lý, giấc mơ bị rượt đuổi thường phản ánh những áp lực, căng thẳng hoặc nỗi sợ hãi mà bạn đang đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. 1. Mơ thấy bị một người lạ rượt đuổi Khi bạn mơ thấy bị một người lạ rượt đuổi, đó có thể là biểu hiện của sự lo lắng về một mối đe dọa không xác định. Điều này có thể phản ánh những nỗi sợ vô hình hoặc những tình huống chưa giải quyết trong cuộc sống mà bạn đang né tránh. 2. Mơ thấy bị thú dữ rượt đuổi Bị thú giữ rượt đuổi trong giấc mơ thường đại diện cho những nỗi sợ hãi bản năng hoặc những cảm xúc tiêu cực mà bạn đang cố gắng đè nén. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải đối diện và xử lý những vấn đề nội tâm của mình. 3. Mơ thấy không thể thoát khỏi kẻ rượt đuổi. Nếu trong giấc mơ, bạn không thể thoát khỏi kẻ rượt đuổi, điều này có thể ám chỉ cảm giác bất lực trong cuộc sống thực tế. Bạn có thể đang cảm thấy bị áp lực, không thể thoát khỏi những vấn đề hoặc trách nhiệm đang đè nặng. 4. Mơ thấy bị rượt đuổi nhưng cuối cùng lại quay đầu đối diện. Nếu trong giấc mơ, bạn quyết định quay đầu đối diện với kẻ rượt đuổi, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi hoặc những thách thức trong cuộc sống. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy bạn đang tìm cách giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh. Giấc mơ bị rượt đuổi có thể phản ánh nhiều khía cạnh tâm lý và tiềm thức khác nhau. Điều quan trọng là bạn cần lắng nghe bản thân và tìm hiểu những gì đang gây ra sự lo lắng hay áp lực trong cuộc sống. Đừng để giấc mơ trở thành nỗi ám ảnh, mà hãy coi nó như một cơ hội để hiểu rõ hơn về chính mình và tìm cách giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng giải mã giấc mơ. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong những giấc mơ sau.